Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 30 tháng 1, lễ thánh Hyacintha Mariscotti. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của thánh Hyacintha Mariscotti qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Lễ thánh Hyacintha Mariscotti, sinh năm 1585, qua đời năm 1640. Hyacintha chấp nhận các tiêu chuẩn của Thiên Chúa hơi trễ. Xuất thân từ một gia đình quý tộc ở gần Viterbo, bà vô dòng nữ ở địa phương theo luật dòng ba. Tuy nhiên, bà tự lo đủ thức ăn, quần áo và những đồ dùng khác để sống sung túc ở giữa các chị em sống khắc khổ. Một lần, Hyacintha bị bệnh nặng nên phải đưa mình thánh tới phòng riêng. Thấy bà sống quá thoải mái, linh mục khuyên bà sống khiêm nhường hơn. Hyacintha đã bỏ hết những trang phục và những tiện nghi khác, sống rất hãm mình ép xác và sẵn sàng làm những việc hèn hạ nhất trong tu viện. Bà tự hiến cho sự đau khổ của Đức Kitô. Sự ăn năn của bà trở nên nguồn cảm hứng cho các chị em trong tu viện. Bà được phong thánh năm 1807. Sương chim non tìm chốn ngủ, khi chiều xuống mây lang thang trôi về cuối trời, con tìm Chúa khi đời con cần nguồn ánh sáng soi bước đường về nơi quê trời, soi hồn con luôn hằng tình thơ. Khi đời con vội vàng cuộc sống giữa gian nan, con cần ngài nâng đỡ thương yêu, con xin yêu ngài suốt đời, con xin yêu ngài suốt đời, vì ngài là hạnh phúc cho đời con, vì ngài là chân trong gai, hôm nay tương lai.